Trời bé đi thăm trái sông trời. Sao cô coi chín chưa mà bước luôn rồi. Mềm chưa? Mềm rồi. Đâu, bẻ ra coi. Cho bẻ. Bẻ dọc. Bẻ dọc. Bẻ ra. Đây là khách mời của YouTuber này. Cười. Này gốc cây. Có ngon không? Mùi vị thế nào? Chứ mày nghĩ cái cây đó mùi đồ chắc mùi vị.